Thì khi mà cái thời điểm video này ra mắt á, thì đó cũng là 1.2 của Wuthering Waves rồi. Và mọi người có một vài bạn thì chắc chắn là sẽ thắc mắc rằng liệu chúng ta nên run gì ở bản phiên bản 1.2. Thì trong video này mình sẽ giải đáp cái thắc mắc đó cho mọi người ha. Nhưng mà trước khi vào video, nếu mà mọi người thích những cái content kiểu này thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ cho bọn mình. Và mọi người cũng có thể ủng hộ cho Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nha. Và bây giờ chúng ta vào video thôi. Thì nếu mà mọi người không biết á, thì ở trên cái trang hakush.en này nè, thì nó đã gọi là gần như leak hoàn toàn bộ thông tin hoàn hảo của cả Shen Li Gao lẫn với JJ rồi ha. Như tôi như những gì mà mình đọc á, thì JJ cái gọi là cái role của JJ nó sẽ là sub DPS, là gọi là slot 2 á, hay gọi gọi tắt là slot 2. Thì sub DPS cộng với lại buff cho main DPS của chúng ta. Cái outro của JJ á nó sẽ là buff đam băng và cộng như là búp đam e đó, Resonance Skill RS là đam e. Và cái nói chung là cái bộ kit chính của JJ thì cũng có thể gọi là Coordinated Attack luôn ha. Còn Shen Li Gao của chúng ta chính là một main DPS đứng ở trên sân, và cái bộ kit mình thấy hiện tại là khá là mạnh, khá là như là cũng khá là vui khi chơi nữa, nhìn rất là ngầu ha. Ok, thì nhưng mà Shen Li Gao đã là một nhân vật free, chắc chắn free ở trong 1.2 nếu mà mọi người chơi game rồi. Cho nên là mình sẽ không bàn lắm về nhân vật Shen Li Gao này ở cái việc là có nên roll hay không. Còn bây giờ chúng ta lên bàn về JJ đi ha. Thì như mọi người thấy á, là JJ là Coordinated Attack cộng với lại đó là một nhân vật búp đam e, thì chúng ta có thể liên tưởng ngay lập tức cho đến Jinxi. Chắc chắn là Jinxi sẽ được hưởng lợi cực kỳ tốt từ cái việc búp đam e cộng với lại cái việc Coordinated Attack của JJ ha. Cái thứ hai chúng ta cũng có đó chính là Yang Ly, thì cũng có thể hưởng lợi từ cái việc búp đam e của JJ. Theo như mình thấy á, thì nói thiệt ha, hiện tại JJ có tiềm năng cực kỳ lớn nhưng mà chưa đáng roll ở thời điểm 1.2 hiện tại. Tại vì hiện tại trong tất cả nhân vật á, đam băng á, đây thì chúng ta chỉ có là Sang Hua và Liên Giang, đó chính là những nhân vật hệ băng có thể ghi đam. Và như là mọi người biết thì Liên Giang, gọi là những bạn main Liên Giang thì mình nghĩ chắc cũng có thể roll JJ ha để búp đam băng. Nhưng mà còn lại thì mình thấy là tất cả những nhân vật còn hiện tại không có người nào ăn được 100% hoàn toàn cái búp outro của JJ hết. Jinxi có vẻ có khả năng là người hiện tại sử dụng được tốt nhất cái bộ kit của JJ. Nhưng mà vấn đề là hiện tại Jinxi hiện tại là nhân vật đổi game nhất cái Wuthering Waves này, và khả năng không biết chừng nào bả mới out meta nữa. Và ngay cả khi là cái team của mọi người không có quá gọi là mạnh luôn, mọi người dùng Baiji cộng với lại Yunwu, chúng ta vẫn có thể full content chỉ vì cái sức mạnh thực sự của Jinxi thôi. Và mình không thấy cái vấn đề ở gọi là mình không thấy cái việc lợi ích của cái búp một cái con đã cực kỳ mạnh lên thêm để mà qua content của game. Tại vì cái con này đã hiện tại Jinxi đã quá dư sức để qua content của game rồi ha. Nhưng mà nếu mà mọi người sim á, chắc chắn là nếu mà mọi người sim Jinxi hoặc là sim JJ á, thì chắc chắn là mọi người cũng nên roll đó. Nếu mà mọi người sim thì chắc chắn là cái chuyện này chúng ta sẽ không bàn tới rồi ha. Nhưng mà nếu mà đang xét cái value cho những bạn mà free to play hay là những bạn small spender, thì mình nghĩ là cái việc roll JJ ở trong cái phiên bản này hiện tại nó chưa có đáng cho lắm. Xét thêm một việc nữa là chúng ta đã có full banner của 1.2 rồi, là chúng ta có là JJ cộng với lại Chi-Xia, Baiji và Sang Hoa. Thì nếu mà nói thẳng luôn á, thì Chi-Xia, trừ khi mọi người đang main Chi-Xia ra, thì Chi-Xia không thực sự đáng roll cho lắm. Baiji cũng thực sự là chỉ là một, mọi người chắc chắn là có Baiji sẵn rồi, và cu mệnh gọi là cái Resonant Chain của Baiji nó cũng không quá là cần thiết. Chỉ có mỗi Sang Hoa á, thực sự là một con khá là đáng roll, tại vì là một con sub DPS và có khả năng búp cho đội hình. Thì mọi người thêm đam của JJ thì chắc chắn là thêm đam của Sang Hoa thì chắc chắn là nó cũng sẽ có lợi thêm. Nhưng mà trừ cái chuyện đó ra thì mình thấy không có đáng roll trong cái banner nhân vật này cho lắm, nếu mà xét thêm những con 4 sao và cộng với cái việc mà hiện tại chưa có nhân vật nào sử dụng được tối ưu cái sức mạnh của JJ. Thì tiếp theo chúng ta tới sang Li Yao, thì nó tặng ổng tặng free rồi. Và như là mọi người đó, thì chúng ta có những cái tầng Resonant Chain của ổng. Thì mình thấy là nếu mà trên những bạn mà more spender và free to play thì chắc chắn là chúng ta chỉ cần nhận một Shen Li Gao free là chắc chắn là nó rất là ngon rồi. Nhưng mà đối với lại những bạn mà muốn spend thêm để mà cho một con DPS cực kỳ mạnh á, thì mình recommend á là mọi người nên run trấn của Shen Li Gao trước. Rồi nếu mà mọi người dư á, còn dư giả, thì mọi người hãy run những cái Resonant Chain này
Bởi vì chấn của Sen Li Yao là một cây cực kỳ mạnh với 24,3% crit rate, cộng với việc là tăng cực kỳ nhiều dam attribute bonus này, tăng 12% attribute bonus và tăng thẳng 48% dam RS RL là dam ulti của mọi người luôn. Cho nên là này hơi bị mạnh nha mọi người. Và nếu mà mọi người đang muốn tăng sức mạnh cho Sen Li Yao thì mình khuyên á là nên roll trấn trước khi mà mọi người bắt đầu roll Resin Chain ha. Và thực sự thì cái banner nhân vật á, banner nhân vật của gọi là của ông Sen Li Yao này không có ngon lắm. Hiện tại là chỉ có mỗi Danjin thực sự là một con đáng roll ở trong cái banner lần này thôi. Còn lại auto thì mọi người cũng biết rồi, hiện tại anh ấy chưa có đất diễn cho lắm. Và Yunwu, mọi người nếu mà chơi trong team Jinxi chủ yếu mọi người cần cái xác thôi. Còn nếu mà được lắm á, thì mọi người lên C4 gọi là Resonant Gen 4 của ông Yunwu thì mọi người sẽ được thêm một lớp giáp giúp cho mọi người dễ sống sót hơn. Chỉ có vậy thôi, và ổng còn được tặng free khi mọi người đi tháp nữa. Cho nên là cái banner nhân vật này nó cũng không đáng roll cho lắm. Hiện tại 1.2 mình thấy không có nhân vật nào đáng roll, gọi là banner nhân vật nào đáng roll luôn. Nhưng mà nhưng banner vũ khí thì lại một chuyện hơi khác. Thì mọi người mình như mình đã recommend thì mọi người nên roll cái banner vũ khí của Sen Li Yao này trước khi mà mọi người gọi là roll bắt đầu roll Resonant Chain nếu mà mọi người muốn. Và như mọi người thấy ha, banner vũ khí của Sen Li Yao nó cũng là cái banner khá là ngon. Chúng ta có Makoto và Helios Cleaver là hai cây cực kỳ đáng roll này. Cây này thì hiện tại chưa có nhân vật nào sử dụng tốt cho lắm. Tại vì nếu mà mọi người đã chơi main DPS cầm súng thì mọi người chơi cái cây 5 sao nó ngon hơn cái cây này ha. Còn hai cây này thực sự thì mới là hai cái cây đáng roll của cái banner lần này này. Cho nên là cái banner này khá là ổn. Còn về vũ khí của ZZ á thì mình thấy là nó cũng đúng là hợp với lại bộ kit của ZZ. Và nếu mà mọi người thực sự sim ZZ và mọi người sẵn sàng bỏ roll cho cô ấy thì why not, mọi người cứ roll chứ. Còn nếu không, thực sự là với cái thân phận là một sub DPS á, sub DPS và các thứ thì mọi người có những cái lựa chọn vũ khí khác rất là, mình thấy cũng rất là ổn. Thực sự nói thiệt ra cây Variation là cây cực kỳ ổn luôn á. Cây này thật ra cũng ổn này, cây Cosmic Ripples này, thật ra này, đây cũng là một cây ổn cho ZZ luôn. Nếu mà mọi người có ha, Shinzo Keeper thì nó cũng là một lựa chọn không quá là tệ, mình cũng đánh giá không quá là tệ đó. Còn lại thì chúng ta chỉ có mỗi cái cây pháp khí ở trong Battle Pass ấy. Thì cái cây mà Battle Pass thì mình cũng không khuyến khích những bạn small spender gọi là mua cái này lắm, thì chỉ để lấy cái cây này thôi ha. Chủ yếu là những cái cây free to play nó cũng sử dụng khá tốt rồi. Và nếu mà mọi người có muốn tiêu tiền ở trong game thì mình vẫn recommend cái thẻ tháng hơn cái này. Đó, cho nên là những cái lựa chọn vũ khí 4 sao và 5 sao của ZZ nó cũng khá là ổn rồi. Thậm chí String Master thì nhiều khi còn được ha. Cho nên là mình nếu mà mọi người không muốn bỏ ra để roll chấn á, mọi người thấy không cần roll chấn thì thật sự đó, mọi người cũng không cần phải bỏ ra roll ha. Yeah, và cái banner thực sự thì cái banner trấn của ZZ nó cũng không có ngon lắm đi. Nó có Dawnless Evernight, Chizu Keeper và Hollow Mirage này. Ba cây này không ngon, không ngon. Và như mình đã nói hồi nãy thì cái cây Chizu Keeper thì nó lại là một trong những cây ngon có thể sử dụng được cho ZZ. Nên là yeah, nếu mà mọi người muốn bỏ ra để roll thì mình nghĩ là roll thì cứ roll. Nếu mà mọi người sim rồi thì chắc chắn là mọi người roll rồi, mình sẽ không có ý kiến gì hết. Nhưng mà đánh giá của mình trong phiên bản 1.2 này, mọi người nên roll trấn của Sen Li Yao nếu mà mọi người không có nhiều tài nguyên ha. Đó, giá của mình là vậy thôi. Và trấn của ổng chắc chắn ra. Được, cái trấn ổng chắc chắn ra. Game này không có vụ lệch trấn, cho nên là yeah, mọi người cứ tích lên nửa sau 1.2, mọi người roll cây trấn của ổng xong về là ổng, mọi người sẽ có một DPS cực kỳ mạnh. Vậy thôi. Đó, vậy ha. Ok, thì video đã xong rồi. Nếu mà mọi người thích cái video kiểu này thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ bọn mình ha. Mọi người cũng có thể ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.